Ngày 19 tháng 9 năm 2018, người nhà của ông Vũ Quang Hương, 58 tuổi, ngụ ở đường số 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi ở quận 2, thành phố Sài Gòn, đã bất bình tố cáo đến báo Thanh Niên, một tờ báo trong nước, là việc công an phường Thạnh Mỹ Lợi thiếu trách nhiệm để gia đình bị trộm lấy mất một chiếc xe mô tô trị giá gần 150 triệu đồng mà không có động tĩnh gì. Theo bà Hồng, em gái ông Hương, vợ chồng ông Hương là một Việt kiều Đức mới về Việt Nam, mua nhà ở phường này để định cư khoảng 2 tháng nay. Vào tối ngày 30 tháng 7, ông Hương đi xe mô tô theo mang biển số là 59A3-14012 về để trước cổng nhà. Khoảng 1 giờ 40 phút ngày 31 tháng 7, có một ông lẻn vào nhà dùng đoạn phá khóa mô tô, xong là do xe có khóa chống trộm nên phát ra tiếng kêu. Bị bất ngờ, người này bỏ chạy khỏi hẻm. Đến hơn 3 giờ cùng ngày, một ông khác đến gần mô tô tìm cách phá khóa chống trộm và dắt xe đi mất. Tất cả sự việc được camera an ninh ghi lại. Điều đáng nói là sự việc được nhân viên kỹ thuật công ty bảo vệ và quản lý camera phát hiện và hai lần gọi điện thoại báo trộm đến công an phường Thạnh Mỹ Lợi có ghi âm lại. Trực ban công an phường đã nghe máy và đều hứa là sẽ cho anh em xuống xem. Nhưng chờ hơn 1 giờ 30 phút công an vẫn không đến. Sau khi sự việc xảy ra, ông Hương đến trình báo công an phường. Tới khoảng 9 giờ vào ngày 1 tháng 8, ông Hương đột quỵ và chết do tức giận khiến bệnh tim tái phát. Nói với tờ báo Thanh Niên trong nước, trưởng công an phường Thạnh Mỹ Lợi xác nhận là có sự việc như trên và cho biết phường đã yêu cầu cán bộ trực ban liên quan giải trình. Tuy nhiên, để né tránh trách nhiệm, cán bộ này biện minh sau khi tiếp nhận thông tin từ người gọi báo trộm đang bẻ khóa xe, đã cho người xuống xem nhưng không tìm ra địa chỉ. Công an phường đã báo cáo cụ thể lên công an quận 2 và công an thành phố xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ trực ban này. Ông trưởng công an phường nói như vậy. Phương Minh Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt, cư dân của Orange County, California, có thể đang bị giam giữ ở Việt Nam kể từ ngày 27 tháng 6. Một người trong gia đình ông cho biết vào ngày Chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 2018. Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, ông Mark Robert cho biết là em rể của ông Michael kể rằng, theo dự trù thì anh Michael phải bay về Mỹ cách đây chừng 10 ngày. Nhưng cho đến nay chúng tôi không thấy anh về. Chúng tôi không biết tại sao anh bị bắt, hoặc là chính xác hơn, chúng tôi không có bất cứ thông tin nào về anh. Ông Mark nói tiếp như vậy. Anh Michael từng về Việt Nam nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên không thấy anh trở lại đúng ngày. Quý vị cũng biết đó, rất khó để có thông tin chính xác tại Việt Nam. Ông Mark Robert cho biết tiếp. Vào ngày thứ Sáu, ngày 27 tháng 7, chúng tôi có đến văn phòng dân biểu Mimi Walter ở Irvine, gặp phụ tá của bà trong khoảng 1 giờ đồng hồ, và nhờ họ yêu cầu Bộ Ngoại giao tìm xem anh Michael ở đâu. Cũng vào ngày Chủ nhật ngày 29 tháng 7, một thông cáo báo chí của gia đình ông gửi đến, nói rằng theo nhiều nguồn tin thì ông Michael, năm nay 54 tuổi, có thể bị chính quyền Việt Nam bắt và giam giữ. Chính quyền Việt Nam từ chối thừa nhận chuyện ông Michael bị bắt và cũng không chia sẻ bất cứ thông tin nào liên quan đến tình trạng của ông. Thông cáo được viết tiếp. Hiện nay gia đình không thể xác định chính xác ông Michael đang ở đâu. Cũng theo bản thông cáo, gia đình cũng có liên lạc với Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn và đang chờ phúc đáp, vẫn theo bản thông cáo cho biết như vậy. Các cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam tại Mỹ đều đóng cửa vào ngày Chủ nhật, nên không thể liên lạc để mà xác nhận sự việc. Chúng tôi cũng gọi điện thoại về tòa Tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn, nhưng cơ quan này chưa tới giờ làm việc. Bản thông cáo cho biết, theo thỏa thuận song phương giữa hai quốc gia, chính quyền Việt Nam có trách nhiệm báo cho tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam trong vòng 96 giờ nếu có một công dân Mỹ bị bắt và giam giữ. Tòa Tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn đang tìm cách tiếp cận ông Michael và vẫn đang chờ đợi phản hồi ở trong hơn 20 ngày qua sau khi ông biến mất. Gia đình hiện đang lo sợ cho mạng sống và sự an toàn của ông, theo thông cáo cho biết tiếp như thế.
Gia đình hiện đang tích cực tìm kiếm thông tin có thể giúp cho Michael trở lại Mỹ một cách an toàn. Ông Michael là một doanh gia ở Orange County, California và là cha của 4 cô con gái và gia đình đang rất mong mỏi ông trở về. Trên Facebook, một phụ nữ tên là Leslie Nguyễn nói rằng cô gọi ông Michael Phương Minh Nguyễn bằng chú và cho hay lần cuối cùng gia đình thấy ông Michael là ngày 6 tháng 7 và theo dự trù thì ông phải về Mỹ vào ngày 16 tháng 7. Cô Leslie đưa bản tin này lên Facebook cùng với một thỉnh nguyện thư ở trên web chain.org và kêu gọi công dân Mỹ ký vào để vận động cho ông được tự do. Cô Leslie còn đăng cả hình gia đình Michael bao gồm vợ và 4 cô con gái của ông. Thời điểm mà nhiều công chức tư chức còn ngủ nướng để mà tận hưởng một buổi sáng cuối tuần. Buổi sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 thì Tổng thống Donald Trump đã cặm cụi ngồi gõ Twitter kêu gọi một hành động gánh vác trách nhiệm của mọi công dân Mỹ. Ông viết, với bản tạm dịch như sau, hãy tạo áp lực bắt bọn dân chủ chấm dứt đạo luật nhồm gớm chia cắt trẻ con với cha mẹ. Ngay khi những người đó vượt biên giới để bước vào Hoa Kỳ, cần chấm dứt cả đạo luật bắt rồi thả, luật tuyển chọn di dân bằng cách rút số và bằng luật rồng rắn cõng nhau vào đây. Chúng ta vẫn phải xây tường thành biên giới, bọn dân chủ vẫn che chở bọn băng đảng MS-13. Xin đừng tìm hiểu nội dung của bức thư gửi tổng quát cho mọi người, vì không cách nào hiểu được những vấn đề rối beng mà chính Tổng thống cũng không hiểu. Thí dụ như ông ngồi trong tòa Bạch Ốc từ ngày 20 tháng Giêng năm 2017, tính đến ngày ông viết điện báo động tình trạng lộng hành của bọn dân chủ, là ngày 26 tháng 5 năm 2018. Nếu ông viết chính xác thì bọn này đã cầm quyền lén trong suốt 17 tháng 6 ngày. Dĩ nhiên là việc đoạt quyền tổng thống chưa bao giờ xảy ra, nhất là đối với một vị tổng thống năng động và thích vượt quyền hiến định như ông. Trong lúc tổng thống báo động nguy cơ mất con của di dân, thì nhiều người Trung và Nam Mỹ vẫn vô tâm ẵm con vào châu nguy hiểm. Họ tin vào luật nhân quyền của Hoa Kỳ, tin vào đạo đức chính trị của Hoa Kỳ và tin là việc chính quyền bắt trẻ con sẽ không bao giờ xảy ra. Gia đình họ sẽ không bao giờ bị chia cắt. Nhưng họ đã lầm. Phòng Refugee Office của Bộ Y tế xã hội Mỹ cho biết chính quyền mất liên lạc vốn là 1.475 đứa trẻ trong tổng số là 7.635 đứa bị bắt cùng với cha mẹ chúng trên đường di dân vào Mỹ. Con số này là chỉ tính thành tích hoạt động của lực lượng biên phòng trong 3 tháng cuối năm 2017. Thật ra thì không hề có luật nào ấn định việc chia cắt gia đình người di dân, dù là luật của chính phủ cũ, dân chủ hay là luật của chính phủ Cộng hòa hiện tại. Tất cả đều là khẩu lệnh và sắc lệnh. Khẩu lệnh có liên quan đến việc tách biệt con với bố mẹ là do Tổng trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói ra. Ông ban hành chỉ thị không dung dưỡng tí nào cả đối với người di dân vượt biên giới vào Mỹ. Nếu họ có bồng hay là dắt theo trẻ con thì phải áp dụng biện pháp ly cách. Những đứa trẻ đó sẽ đem cho những người xin con nuôi, chờ có ai xin thì cho. Đến giai đoạn này, giai đoạn cho con nuôi là điểm khởi đầu trách nhiệm của Bộ Y tế xã hội. Đứa bé vị thành niên là sở hữu của cha mẹ chúng, lấy quyền gì mà Bộ Y tế xã hội đem cho người khác? Nhân viên phụ trách cho con nuôi còn cẩu thả không kiểm soát căn cước của người đến xin con nuôi, nên mới xảy ra việc mất liên lạc với là 1.475 đứa trẻ bị cưỡng bách tách rời cha mẹ ruột của chúng. Phụ tá Tổng trưởng Y tế xã hội ông Eric Hagen chỉ trích truyền thông đã dùng chữ lost, nghĩa là mất tích không chính xác. Ông hỏi họ, quý vị điện thoại gọi một người bạn hay là một người thân nhân, điện thoại reo, không ai trả lời. Quý vị có cho là người bên kia đầu dây mất tích hay không? Ông Hagen còn khoe là nhân viên xã hội dưới quyền ông làm một việc không ai bắt họ phải làm là theo dõi đứa trẻ đã đem cho đi, bằng cách là gọi điện thoại cho người cha mẹ nuôi chúng. Chính việc làm thiện chí và tự nguyện đó phát giác ra việc là 1.475 gia đình xin con nuôi không trả lời điện thoại. Hagen giải thích một trong những lý do khiến cho những người sponsor đám trẻ bị tách rời cha.
tách rời mẹ không trả lời điện thoại là chính họ, những người sponsor đó cũng là người Trung Mỹ, Nam Mỹ, những người không thích liên lạc với chính quyền Mỹ. Truyền thông Mỹ nêu lên câu hỏi là chính sách của Mỹ chia cách gia đình người tị nạn nhằm mưu cầu điều gì? Ông Sessions tuyên bố, chúng tôi muốn cho người vượt biên bất hợp pháp hiểu là họ sẽ phải trả giá đắt cho việc họ xâm phạm lãnh thổ Mỹ. Nếu không muốn mất con thì đừng vào lãnh thổ Mỹ nữa. Ở cách khác, chính phủ trừng phạt tội nhập cảnh lậu bằng cách là chia cách gia đình kẻ phạm tội, gây đau khổ mất con cho cả người cha, người mẹ và đặc biệt cả cho đứa trẻ. Quyền tư pháp hay không khi họ trừng phạt kẻ phạm pháp, và có đạo luật nào cho phép bắt con của phạm nhân cho người khác nuôi hay là không? Nếu những người mất con đưa vấn đề đau lòng của họ ra trước một tòa án Mỹ xin xét xử về cả hình lẫn hộ sự, thì vị chánh án xét xử như thế nào cho công bằng? Và Trump tổng thống đổ tội cho bọn dân chủ có giúp gì cho ông được hay không? Nghị sĩ Rob Portman, đảng viên Cộng hòa bang Ohio, tiểu ban nội an thượng viện, ông 63 tuổi và đang là ông bố của ba đứa con thành đạt, khuyến cáo chính phủ là phải tìm cho ra đám trẻ mất tích để chúng không bị đọa đày hành hạ. Năm 2016, chính phủ Obama cũng đã bị khiển trách vì không có biện pháp giúp đỡ hữu hiệu đám trẻ vị thành niên, khiến cho bọn buôn người đưa 8 đứa trẻ vào làm việc trong một trại gà. Thỉnh cầu Tổng thống viết thêm một bản tweet nữa là vẽ đường chỉ lối cho hai ông Sessions và Hagan biết chỗ để tìm ra cho đủ số là 7.635 đứa bé đã bị lính biên phòng Mỹ bắt giữ trong 3 tháng cuối năm 2017 và bị Sở Y tế Xã hội Mỹ phóng tay phân phối cho bản dân thiên hạ. Đừng để xảy ra một vụ kiện đòi con kỳ cục lắm và cũng nhục nhã cho đạo đức chính trị của Hoa Kỳ. Sống ở trên đất Mỹ, người Việt ai cũng có ước vọng làm chủ một ngôi nhà. Tuy dịch vụ mua bán nhà thường có môi giới địa ốc làm trung gian cho hai bên, nhưng thủ tục mua bán nhà đất theo luật địa ốc Hoa Kỳ có nhiều khía cạnh phức tạp. Sau đây là vài điều quan trọng được nêu ra với mục đích là giúp đồng hương Việt Nam hiểu rõ, hầu tránh những rắc rối hay thiệt thòi có thể vấp phải trong giao dịch mua nhà. Khi được môi giới địa ốc giới thiệu đưa đi xem một ngôi nhà và cảm thấy vừa ý, thì người có ý định mua, gọi tắt là người mua, cần chú trọng đến 5 chi tiết quan trọng kể sau. Thứ nhất là phải hỏi rõ bất động sản đó bao gồm chính xác những gì, ngoài nhà đất rộng hẹp bao nhiêu còn cần liệt kê, các vật dụng để lại, thí dụ như hệ thống đèn, màn cửa, lò bếp, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, v.v. Nhiều lúc môi giới hướng dẫn xem nhà có nhiều món không nói rõ ràng, đến khi nhận nhà chủ bán dọn đi mất hết sẽ tốn công khiếu nại. Thứ hai là cần tìm hiểu là tình trạng hàng xóm chung quanh có được an ninh, yên tĩnh và để ý nhà cửa có được giữ gìn bảo trì tốt hay là không. Thứ ba là khu vực nhà định mua có bị ảnh hưởng nào do những chương trình phát triển của chính phủ liên bang hay tiểu bang hay là địa phương đi qua, thí dụ như là phát triển đường xá cầu cống chẳng hạn. Thứ tư là nên muốn người kiểm tra nhà, home inspection, xem có vấn đề gì cần sửa chữa hay là giải quyết. Thứ năm là hỏi số tiền thuế địa ốc hiện tại đã đóng để tính sau khi mua sẽ phải khác biệt hay là ảnh hưởng phải đóng thêm. Người mua có quyền mặc cả đề nghị một giá thấp hơn tiền chủ bán đòi và cũng có quyền thay đổi ý kiến trước khi chủ bán nhận lời. Tuy nhiên, nên lưu ý là ngay lúc chủ bán chấp thuận giá đề nghị thì mặc nhiên họ đã có trách nhiệm phải trả hoa hồng đã thỏa thuận trước với môi giới. Do đó, nếu trả giá xong mà lại không chịu mua nữa thì chủ bán có quyền kiện người mua ra tòa đòi bồi thường số tiền trên. Ngược lại, sau khi chấp nhận bán mà lại đổi ý thì chủ bán vẫn phải trả tiền hoa hồng cho môi giới, không ảnh hưởng gì đến người mua. Những điều kiện này tùy vào khế ước của môi giới cả hai bên, do đó cả chủ bán lẫn người mua nên thận trọng khi ký kết văn kiện đầu tiên cùng trung gian. Lúc người mua và người bán sau khi thương lượng đồng ý giá cả thông thường sẽ thiết lập một văn kiện ràng buộc, binder. Đây là một hợp đồng tiên khởi trước ngày chính thức đóng hồ sơ mua bán nhà. Closing sale contract. Giữa hai bên sẽ được thiết lập tại một công ty lập văn tự, title company. Văn kiện ràng buộc gồm có địa chỉ ngôi nhà, tên những người liên hệ hai bên mua bán, giá bán và đã đồng ý cùng với đề nghị nguồn tài trợ cho vay tiền,
cùng những điều kiện mua bán. Trong hợp đồng này, người mua cần đặt 3 điều kiện quan trọng để có quyền chấm dứt thương thảo và lấy lại đầy đủ tiền cọc, thường là từ 1% cho tới 3% giá mua. Thứ nhất là không vay được tiền mua nhà theo chấm dứt lời trong hạn định ký kết. Thứ hai là khám phá ra ngôi nhà bị hư hỏng trầm trọng hay có nguy hiểm ngoại vi không được báo trước. Thứ ba là khám phá ra những khiếm khuyết trầm trọng không được tiết lộ trước khi ký kết. Người mới mua nhà lần đầu nên biết rõ là những gì mình định mua. Thứ nhất là ngôi nhà có vi phạm luật lệ quy định khu vực cần phải tu chỉnh hay là sửa chữa hay không. Thứ hai là từ đời các chủ nhiều năm về trước có từng bị vấn đề ô nhiễm môi sinh như chứa đựng hay là phế thải các hóa chất chính phủ liệt kê trong danh sách độc chất. Thứ ba là ngôi nhà trong tình trạng không an toàn cho những ai có việc phải bước vào địa phận nhà như nắp cống sập sau vườn. Thứ tư là trong hợp đồng có những điều khoản tùy thuộc vào sự kiện khó thi hành hay là khó hợp lệ. Thứ năm là liệu có khả năng đủ tiền trả hàng tháng đúng hạn, đừng để sau này mất nhà. Thứ sáu là liệu xem là văn tự chủ quyền nhà đất có vấn đề không minh bạch trước khi ký đóng hồ sơ. Thông thường thì chủ sở hữu chủ một bất động sản phải mua lại hai loại bảo hiểm liên đới, Title Insurance và bảo hiểm văn tự Title Insurance để che chở mọi nguy cơ có thể xảy đến cho tài sản của mình. Ngoài những điều kể trên trong văn kiện ràng buộc còn phải có điều kiện hợp với tình trạng kiểm tra nhà đất. Inspection Contingency Clause có nghĩa là các khiếm khuyết phát hiện khi ra xét nhà thì chủ bán phải sửa chữa cho hoàn hảo. Những vấn đề nhỏ nhặt như vòi bồn tắm rỉ nước, tay nắm cửa lỏng thì thương lượng để chủ bán sửa lại dễ dàng. Những hư hỏng lớn hơn như hệ thống máy điều hòa, không khí, bất khiển dụng hoặc là có vi phạm luật lệ xây cất thì yêu cầu là chỉnh trang cho hợp pháp trước khi mua. Muốn được quyền hủy bỏ giao kèo và đòi chọn số tiền cọc cần ghi rõ điều kiện hoặc là chủ bán hoặc là phải sửa trước khi giao nhà hoặc là bớt tiền để người mua tự sửa lấy. Thời hạn của văn kiện ràng buộc từ lúc người mua viết chi phiếu đóng tiền cọc cho tới ngày thực sự ký kết đóng hồ sơ trả trọn tiền mua và người bán giao nhà được gọi là thời kỳ đọc, set time period. Thông thường là kéo dài là từ 30 đến 90 ngày. Người bán hay môi giới thường rút ngay tiền mặt khi ít khi giữ chi phiếu lâu và sẽ trừ số tiền cọc vào tiền mua nhà trong ngày đóng hồ sơ. Sau đó nếu người mua đổi ý không mua nữa thì chủ bán có quyền không trả lại ngoại trừ các lý do được hoàn tiền cọc có ghi trong hợp đồng. Thứ nhất là tùy thuộc vào việc vay tiền, financing contingency. Thứ hai là tùy thuộc vào kết quả kiểm tra nhà, inspection contingency. Và thứ ba là tùy thuộc vào điều khoản chủ bán có ý muốn và có khả năng xác nhận chuyển quyền sở hữu confer little một ngôi nhà hợp pháp và không hư hỏng. Điều khoản tùy thuộc vào việc vay tiền giúp cho người mua đủ thời giờ tìm nguồn tài trợ chấp thuận cho vay. Còn điều khoản tùy thuộc vào kết quả kiểm tra cho phép người mua được quyền mướn nhân viên chuyên nghiệp thi hành việc xem xét ngôi nhà. Điều khoản xác nhận chuyển chủ quyền giúp người mua lấy được một bản báo cáo về lịch sử chủ quyền của ngôi nhà. Ngay khi nhận được tài liệu này cần phải đọc kỹ ngay, tốt hơn hết nên nhờ một luật sư chuyên môn về luật tài sản và địa ốc xem xét kỹ để truy ra những vấn đề nghiêm trọng nếu có khiến ngôi nhà có thể trong tình trạng chủ quyền rắc rối không minh bạch. Người mua phải biết chắc chắn là mình bỏ một món tiền lớn để mua lấy một ngôi nhà tốt có thể bán được trên thị trường chứ không phải để mua một ngôi nhà đang bị tranh chấp hoặc có vấn đề nào đó. Trong thời kỳ đặt còn phải tìm hiểu việc mua bán ngôi nhà phù hợp chắc chắn với mọi luật lệ tiểu bang và địa phương, đồng thời tìm mua các bảo hiểm cần thiết mà nguồn tài trợ bắt buộc. Sau hết là ủy nhiệm môi giới dàn xếp ngày hẹn chung kết với chủ bán hoặc là đại diện để thăm viếng và liệu kiểm kê ngôi nhà lần chót trước ngày chính thức ký kết đóng hồ sơ mua bán tại một công ty lập văn tự có sự hiện diện đầy đủ, thành phần hai bên mua bán và trung gian để ký kết, trao tiền và nhận chìa khóa nhà. Một điều tối quan trọng sau cùng cho người mua nhà là phải mua nhà trống, có nghĩa là ngôi nhà không có người trú ngụ khi ký kết nhận nhà để khỏi bị rơi vào tình trạng người bán ở lì. Đó là chủ bán đã ký sang chủ quyền rồi mà những người cư ngụ trong nhà dù là chủ nhà, thân nhân hay người ở thuê không chịu dọn đi ngay. Đừng mềm lòng nghe họ năn nỉ xin ở lại vài ngày để thu xếp nơi cư ngụ mới mà tiền mất tật mang. Vì tuy đó là chủ mới nhưng việc trục xuất người ra khỏi một gia cư phải có tòa án kiện thưa rất là rắc rối. Trước pháp luật nhiều khi phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bị trục xuất cùng đài thọ chi phí dọn nhà tốn kém rất oan uổng.
Do đó 24 giờ trước khi ký kết sang tên nhà cần phải kiểm soát tình trạng nhà trống. Nếu thấy chủ cũ chưa chịu dọn ra, bắt buộc phải hoãn ký kết, vì một khi đã ký rồi, người mua không còn áp lực mạnh nữa với chủ cũ trong việc yêu cầu dọn nhà trống như khi chưa sang tên. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.